from FBI, who would be the chairperson of the meeting, please. Góp ý chân thành, thẳng thắn để chúng tôi thấy rằng những gì chúng tôi đã làm được, những gì chúng tôi chưa làm được. Với một mục tiêu, chính phủ thì đã đưa ra cái cam kết chính phủ Kiến Tạo đồng hành cùng doanh nghiệp. Và tỉnh Nghệ An, chính quyền này cũng cam kết là chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp. Niềm vui, kết quả của doanh nghiệp chính là của tỉnh. Vì vậy, sau đây thì ban tổ chức cũng như hội nghị, tôi mong muốn được nghe ý kiến đến từ các doanh nghiệp. Và những mối quan tâm của chúng tôi muốn đề cập với lãnh đạo tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, đó là việc đầu tư vào hệ thống cơ sở hạ tầng của địa phương để biến Nghệ An trở thành một trung tâm sản xuất chế tạo của Việt Nam. Vấn đề thứ nhất đó là khi đường vận tải từ khu nghiệp của chúng tôi tới cảng cửa sâu Hải Phòng, việc nâng cấp cái đường hệ thống đường sắt Bắc Nam và sự đầu tư vào hệ thống cảng hệ thống bãi container. And finally, what? Và điều cuối cùng đó là sẽ đưa vào đường bay thẳng từ Vinh thẳng Bắc Cộng. Cái ý kiến về đầu tư hạ tầng cùng với Amarai, trong đó có cái cảng biển nước sông, thì xin thưa quý vị, tỉnh Nghệ An đã có cái cụm cảng Cửa Lò, bao gồm cụm cảng Cửa Lò hiện tại với tàu tải trọng là 25.000 tấn. Cảng chuyên dùng Visai, cơ xi măng và vật liệu rơi đang chuẩn bị khánh thành vào 30 tháng 4 này với tải trọng là 70.000 tấn. Thứ ba là cảng container và cảng chuyên dùng thương mại nước sâu thì dự kiến sẽ tháng 6 năm 2018 sẽ khánh thành. Cùng với cái đầu tư cảng này, chúng tôi đang kêu gọi và hiện nay cũng đã có nhà đầu tư quan tâm đến cái dịch vụ logistics hậu cần cảng. Đồng thời tỉnh cũng cùng với Trung ương đang hoàn thiện cái hệ thống hạ tầng trong khu công nghiệp, kết nối khu công nghiệp, khu kinh tế về cảng Cửa Lò và hệ thống hạ tầng chung, tuyến cao tốc và tuyến quốc lộ 1, tuyến đường sắt chung của cả nước. Và chúng tôi dự kiến tôi sẽ phát triển trung tâm về nghiên cứu vật nuôi công nghệ cao tại Nghệ An, và chúng tôi sẽ tại đây tôi sẽ phát triển công nghệ gen giống cũng như về công nghệ về dinh dưỡng, về thú y tại Nghệ An, và đây là một dự án rất là lớn, tổng mức đầu tư đến 18 triệu đô la Mỹ. Và chúng tôi muốn rằng là tỉnh Nghệ An, ủy ban tỉnh, lãnh đạo Nghệ An để cho chúng tôi biết rằng là khi mà chúng tôi đầu tư một dự án rất là lớn tại đây với một thời gian thu hồi vốn rất là dài, rất là lâu, và lợi nhuận thì có thể là nó chưa có trong giai đoạn đầu tiên, thì quý vị biết rằng là Nghệ An có những ưu đãi gì đối với dự án về trung tâm nghiên cứu vật nuôi cảo công nghệ cao tại Nghệ An. Ủy ban nhân tỉnh đã có cái quyết định ngày 25/3/2015 để hỗ trợ các cái chính sách ưu đãi cho cái công nghệ. Vì vậy cho nên các cái nội dung cụ thể thì xin ngài tỉnh có thể kết nối trực tiếp với sở kế hoạch đầu tư của chúng tôi. Chúng tôi rất ấn tượng với những sự hỗ trợ đã nhận được từ Ủy ban nhân dân tỉnh và tỉnh ủy Nghệ An. Chúng tôi đã thiết lập được mối quan hệ rất tốt với các lãnh đạo tỉnh và họ đã rất ủng hộ chúng tôi. Chúng tôi rất vui mừng vì họ còn tổ chức quảng bá đầu tư như ở đây. Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều tiến triển cùng nhau và sẽ phát triển các dự án khác trong tương lai. Và Trung ương cũng tỉnh đang tập trung đầu tư những đường ngang, đường nối đường Hồ Chí Minh với đường số 1. Nghệ An cũng có sân bay quốc tế, cũng có cái loại cảng biển. Chương trình nâng cao công suất và cái tầm hoạt động của cơ sở này thì đã được công ty tỉnh qua nó rất rõ ràng. Nghệ An là một tỉnh mà có rất nhiều cái sản phẩm nông nghiệp rất đa dạng. Ở đây có thể nói là một tỉnh là tính đa dạng trong sản phẩm nông nghiệp là không thể biết. Ở đây thì tôi vẫn đề nghị muốn Nghệ An phải biết tốt hơn hai cái việc sâu, nhất là phải cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường kinh doanh. Không có lý do gì mà Nghệ An lại không thể nằm trong cái top khá về chỉ tiêu năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của cả nước cả. Không có lý do gì cả. Bởi vì cái này là cái việc không mất nhiều tiền cho tỉnh, nhưng mà càng không mất tiền của doanh nghiệp.
tôi đề nghị tức là trong vài năm tới thì anh phải phấn đấu đứng đầu cái khu vực Bắc Trung Bộ, sau đó tiến lên top đầu cả nước, top 10. Hôm nay thì các nhà đầu tư nước ngoài thì khen là chủ yếu, đương nhiên là có thể tỉnh tiến bộ mà tôi cũng thừa nhận là có tiến bộ, nhưng cũng có thể là vì người ta không muốn mất lòng nó tỉnh cơ sở tỉnh. Điều thứ hai mà tôi hết sức quan tâm liên quan đến các cái dự án về vào nông nghiệp của tỉnh trong cái tập tài liệu đưa ra các đầu tư khá nhiều dự án trong nông nghiệp. Tập đoàn Brazil Úc thì là có một cái quan điểm tức là làm thế nào tức là nó sạch từ như vậy là từ đồng ruộng đến bản ăn hoặc từ trại chăn nuôi đến bản ăn, nhưng nó sạch là từ nguyên liệu, đầu tiên là từ nguyên liệu đến như vậy là giống. To the variety city. Đó là giống, rồi thì là đến sản xuất, chế biến. Production, processing. Phân phối. Distribution. Tiêu thụ. And consumption. Bây giờ ví dụ làm thức ăn chẳng hạn, thì như vậy là chúng ta phải làm thế nào để khai thác cái nguồn nguyên liệu tại chỗ.